động lực phát triển toàn diện kinh tế xã hội. Không nằm ngoài xu thế, ngành nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên đã và đang mạnh dạn đổi mới tư duy để mạnh ứng dụng số trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Là một trong những hộ nông dân đi đầu và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong nuôi thả thủy sản tại tỉnh Hưng Yên, anh Lưu Văn Dũng ở thôn Quang Xá, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, với việc không ngừng học hỏi, sáng tạo và áp dụng công nghệ số trong sản xuất và quản lý. Nhờ đó, những năm qua, 9 hectare nuôi thả thủy sản của anh Dũng luôn cho thu lãi từ 3 đến 5 tỷ đồng một năm. Đó là minh chứng cụ thể, rõ nét nhất, khẳng định danh hiệu nông dân chuyển đổi số của anh Dũng Cá. Để bảo vệ những ao nuôi khỏi nạn câu đánh bắt cá trộm, đây là công việc thường xuyên hàng đêm của anh Dũng. Càng những đêm thời tiết xấu, mưa to gió lớn thì anh Dũng lại càng sốt ruột, cầm chiếc đèn pin và khoác áo mưa ra kiểm tra khu vực nuôi thả cá. Tuy nhiên, đấy là hình ảnh, là câu chuyện cũ của gần chục năm trở về trước khi mô hình nuôi thả thủy sản của anh Dũng chưa áp dụng chuyển đổi số. Còn thực tại, chỉ cần ngồi nhà với chiếc di động có kết nối Internet, anh Dũng có thể quan sát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực các ao nuôi. Hệ thống cam này nó nhận dạng người. Ví dụ như là chúng tôi vào thì là nó sẽ không báo. Nhưng mà hiện tại là người, ví dụ người lạ vào bất kể giờ nào, ngày đêm là vào máy tự báo về máy điện thoại tôi. Hệ thống đèn điện được lắp đặt dày đặc, đảm bảo không có điểm mù, góc khuất. Bên cạnh đó, đã được cài đặt tự động giờ thắp sáng và tắt đèn nên rất thuận tiện khi sử dụng. Gần 20 năm trong nghề nuôi thả thủy sản, hơn ai hết, anh Dũng hiểu được tính tất yếu của việc chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý và kinh doanh. Theo anh chia sẻ, từ năm 2004, anh đã nghiên cứu, chủ động tìm hiểu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước chuyển đổi số trong nuôi thả thủy sản. Tuy nhiên, thời điểm đó, anh vấp phải hàng loạt những khó khăn như thiết bị chưa đầy đủ, còn thô sơ, mức độ hiểu biết của bản thân về công nghệ số còn nhiều hạn chế. Năm 2004, tôi đã áp dụng mô hình chuyển đổi số rồi. Cái máy hẹn giờ chúng tôi đã có rồi. Nhưng mà nó lại lạc hậu là hẹn bằng tay, tức là phải mình ra hẹn. Ngày nào mình phải ra hẹn. Đấy là cái bất cập của chúng tôi. Những cái năm tiếp theo đó thì cũng rất kỳ là khó khăn. Nước Việt Nam mình chưa sản xuất được cái máy móc đó, thì chúng tôi vẫn phải đi nhập các nước như Trung Quốc hoặc Thái Lan. Bản thân tôi là cũng chúng tôi chưa tìm hiểu được kỹ. Vừa làm vừa tìm tòi học hỏi rút kinh nghiệm, đến năm 2012, cơ bản anh Dũng đã làm chủ hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại. Chính sự giám sát, kịp thời điều chỉnh những chỉ số bất thường trong ao nuôi nên anh Dũng kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro trong nuôi thả thủy sản. Đây là một cái máy để hẹn giờ cho nó quạt nước có tự động chạy. Trong đó có hẹn thành 8 lần trong ngày, đảm bảo được cái oxy cho cá. Ví dụ như bây giờ chúng tôi hẹn là trong đêm thì từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau là tự máy tự ngắt chúng tôi sử dụng ấy, rất hiệu quả. Là thứ nhất là chúng tôi không phải ra bật máy. Thứ hai là chúng tôi kiểm soát được qua hình ảnh điện thoại. Ở nhà chúng tôi sẽ biết được. Thứ hai chúng tôi giảm bớt được công nhân. Chi phí một cái lắp bật cái hẹn giờ này ấy, thì nó mất khoảng 350.000. Đây là cái máy cho thức ăn cho cá. Chúng tôi hẹn 3 lần cho ăn. Từ 8 giờ sáng cho một lần, đến 11 giờ trưa cho một lần, rồi đến 5 giờ chiều cho một lần. Tất cả đây là hoàn toàn bằng tự động hết. Nhà chúng tôi không phải sử dụng bằng tay, chúng tôi ngồi ở nhà chúng tôi cho ăn được. Chúng tôi có cái hệ thống điều khiển nước để tự động, như là mức nước thấp thì tự máy nó sẽ bổ sung nước vào cho nó đảm bảo được cái nguồn nước. Trên 1,2 mùa nóng thì tự khắc nó sẽ hiện đại, nó sẽ bơm lại cho nước mát cho bổ sung cho ao nuôi để tránh cái bệnh mùa nó nóng, nước nó hay bị dịch bệnh đấy. Còn mùa lạnh thì hệ thống nước chúng tôi sẽ làm hệ thống nước ngầm sẽ tự động bơm xuống ao để làm sao làm cho con cá nó ấm, con cá sẽ sinh trưởng tốt. Chi phí của hệ thống nước này thì nó rất rẻ, nó chạy qua wifi nó chỉ khoảng hơn 200.000 một cái thôi. Theo những gì anh Dũng chia sẻ thì có thể nhận thấy chi phí để lắp đặt các thiết bị thông minh này không cao, tuy nhiên hiệu quả mang lại rất rõ rệt. Nếu như trước đây, một người làm thuê
chỉ có thể giám sát chăm sóc 1 hecta nuôi thả thủy sản thì hiện nay năng suất công việc cũng được nâng lên. Qua thực tiễn những năm qua, một người có thể quản lý trên diện tích từ 5 đến 6 hecta ao nuôi. Thuận lợi trong phát triển kinh tế, mô hình nuôi thả thủy sản của anh Dũng không chỉ dừng lại ở việc sản xuất kinh doanh các loại cá thương phẩm, cá giống, vì có điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng sẵn có, gia đình đã phát triển thêm như nuôi tôm, trạch và mới đây nhất đưa vào nuôi thí điểm cà ra sông trong ao. Khi mà chưa có cái áp dụng cái khoa học kỹ thuật mà máy móc cho ăn tự động ấy, thì là lao động chân tay như chúng tôi là phải cho ăn từ 3 giờ chiều đấy, cho đến 5 rưỡi thì mới xong, vì là cái số lượng ao là từ ở trong ra ngoài là 21 cái, thế bây giờ lại còn thêm một số ao nữa. Thế nên từ khi chú áp dụng cái mô hình và cái khoa học kỹ thuật cho ăn tự động thì là cái sức lao động là nó giảm đi rõ rệt mà năng suất là nó được lên cao. Trước kia thì là về cái đi kiểm tra tuần tra ao thì là mưa gió là chúng tôi cần cứ phải đi các cái ao để kiểm tra, một là lổ giả, hai nữa là bờ cõi. Nhưng từ khi mà lắp cái camera này khác vào thì là chỉ cần là có mưa có gió là cái công nghệ phần mềm nó giờ nó hiện đại, là chúng tôi chỉ cứ gõ vào đấy là nó hiện ra chỗ nào có phần trục trặc, nên là chúng tôi chỉ đến đấy là xử lý cái là xong. Chuyển đổi số không chỉ được áp dụng trong quản lý sản xuất thủy sản mà anh Dũng còn thực hiện trong việc tiêu thụ sản phẩm. Năm nay mô hình rộng 9 hecta nuôi thả thủy sản của anh Dũng ước tính bán ra thị trường 150 tấn cá giống các loại có giá từ 100 đến 150 nghìn đồng một kg, từ 80 đến 100 tấn cá thương phẩm có giá trung bình 50 nghìn đồng một kg, gần 10 tấn tôm, trạch các loại. Thêm vào đó, hiện anh Dũng còn là giám đốc hợp tác xã thủy sản Hưng Phát để hỗ trợ hơn 20 thành viên và nhiều thành viên liên kết ổn định đầu ra. Những năm qua, với trách nhiệm của mình, anh Dũng tích cực trong việc chủ động tìm kiếm thị trường, phát triển các kênh bán hàng hiện đại. Điển hình, ngoài tiêu thụ qua các kênh truyền thống như một số siêu thị nhà hàng, bếp ăn tập thể trong và ngoài tỉnh, hiện nay một số loại thủy sản còn được đẩy mạnh tiêu thụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử như sendo.vn. Đây được coi là hướng mở, hỗ trợ giải quyết bài toán tiêu thụ cho gia đình và hợp tác xã. Anh Dũng cũng là người mạnh dạn và tiên phong đi đầu tư tất cả các cái thiết bị máy móc, cũng đã tạo điều kiện việc làm cho rất nhiều là nông dân và đặc biệt là các thành viên trong hợp tác xã. Đối với anh Dũng đây là cũng một cái nhân tố rất là tốt để làm sao là tiếp tục là thúc đẩy cái phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương, trong đó có cái nuôi trồng thủy sản ở địa phương Quang Hưng chúng tôi. Từ năm 2014 đến nay, anh Lưu Văn Dũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành khen thưởng. Đặc biệt, đầu năm 2020, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây cũng là năm anh Dũng là nông dân duy nhất của tỉnh Hưng Yên cùng 62 nông dân xuất sắc nhất trong cả nước nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020. Năm 2021, tại chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, anh Dũng vinh dự là đại diện tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên được vinh danh là nông dân chuyển đổi số. Chuyển đổi số đã thay đổi cho cái bản thân tôi, tư duy sáng tạo mà nhạy biến, không còn lạc hậu như ngày trước nữa. Tôi tính là đến dự kiến 2023 đến 2024 này, chúng tôi sẽ tìm hiểu cũng như là áp dụng hệ thống máy móc điều khiển từ xa, là theo dõi được môi trường của mùa của nước, đảm bảo được dinh dưỡng cho cá, thứ hai là xử lý được cái bệnh tật nhiễm khuẩn của nguồn nước. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Như bây giờ mà không áp dụng cái khoa học tiến bộ vào ấy, thì nuôi nó không có lãi. Chuyển đổi số này là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Không dừng lại ở những thành công đã đạt, anh Dũng vẫn tiếp tục miệt mài sáng tạo và ứng dụng tiến bộ của công nghệ, khoa học, kỹ thuật. Bởi chính từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, anh Dũng hiểu chuyển đổi số trong nông nghiệp là quá trình mới mẻ và đầy khó khăn thách thức. Nhưng đây chính là cơ hội rất lớn để người nông dân tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, từ đó tạo ra những đột phá mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả, khẳng định vị thế, chất lượng nông sản trên thị trường.